Hôm nay có quả hẹn đi, đi chơi với mọi người. Đội cái mũ vào cho nó đồng kiểu dân tộc nhỉ. Đấy. Hôm nay đi ăn với mọi người, có một cô bạn khao mọi người đi ăn nữa. Đấy. Thế là xe mình lại hóa ra là xe mình nó bị hỏng hết ga, nó điều hòa nó bị ở nó đéo mát được ấy. Thì hôm nay là sửa điều hòa thì đèo ba bà con gái ấy. Cô em này thì thực ra là không tiện nói tên, mình đã bảo với cô em là hôm nay về mình sẽ kể một câu chuyện này ra, mà hôm nay mình kể 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 một câu, mình bảo tối nay về mình giờ hành chính mình sẽ kể một câu chuyện này ra, nhưng mà mình sẽ giấu giấu tên. Cô em này thì bề ngoài là cao ráo này, trắng trẻo này, cũng xinh, cũng là chủ shop quần áo ở mạn hình như Hai Bà Trưng hay Thợ Nhuộm ấy. Úi dồi ôi, đi mẹ hôm nay lên xe cũng kiểu kiểu nóng ấy. Nha, cô em mặc mặc quả váy nó kiểu ngắn ngắn đến đây à, ngắn đến đây thôi. Nhưng mà cái điều hòa, mọi người biết cái điều hòa ở ở ghế sau không? Thì mình cũng không để ý đâu, mình thì ôi, thì cái điều hòa mình bật mình để là mình bật, bật gió trong mà. Mình đã bật gió ngoài vì gió ngoài nó nhiều bụi nó ấy, bật bật gió trong. Ui, cái gì nữa? Hóa ra là cô em đi chụp mẫu. Đi chụp mẫu từ sáng. Từ sáng đến bây giờ vắt mình đón là đi đi uống nước luôn. Cô em mình như là chưa tắm hay sao ấy. Mà cô em bật quả điều hòa ở tầng kể của ghế sau của mình ấy. Dạng con mẹ mày quả khe bờ le ra. Ui dồi ôi. Mình bảo đến giờ xe lại có mùi kiểu hơi hùng liu. Hơi có hơi hùng liu. Mẹ mày cười cười đau bụng. Thì là bật gió trong mà đi 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 xe mà nó lại có cái mùi kiểu húng húng, mùi mùi này nó kiểu đó phải nói như nào nhở, mùi như kiểu giúp cháy ấy, mà đéo biết có phải là giúp cháy không, nó có kiểu nó hơi húng thì hơi húng, nó kiểu nó hơi vang vang ấy. Con vợ này chắc là đi mẹ mày kiểu kiểu đi đái, kiểu đái đái kiểu đái vội ấy, bắn con mẹ mấy hạt lựu và bẹn ra lên lên. Ui, quả điều hòa nó thấp vào đây, nó sấy nhá. Cái quả điều hòa gió sau của xe tôi nhá, nó khỏe mà đi mẹ mày, nó sấy vãi lộn luôn, nó sấy một quả mà đi mẹ mày chín con mẹ luôn. Ui, nó sấy một cái quả đấy mà sạch luôn đấy, sạch sẽ luôn mà. Ôi nhờn đi, sấy quả đấy, sấy 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 một quả mà đi mẹ mày, cô em quả 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 mận của em khô khô cứng luôn. Kinh thật, quả mùi húng của bà ấy thì thôi chết. À, mình nó thối, nó đéo phải thối em ạ, nếu mà thối thì nó lại mùi cứt thì đéo nói, cái mùi nó chỉ là gọi là nó hơi vang một tí thôi, nó kiểu hơi húng liu một tí thôi. Em biết cái mùi kiểu nó cứ ve 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 nó cứ hết xong lại có đấy, nó ve ve ấy. Ôi, quả điều hòa mình nó vừa sửa xong mà nó sấy. Ôi, nó sấy nhá, đít mẹ mày, nó sấy là gì nhỉ? Khô đét luôn, khô khô như sấy mít luôn. Sấy sấy vào việc luôn em ạ. Sợ thật, quả sấy đấy uy tín đấy. Không nói luôn, lặng 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 thinh luôn. Mùi đấy thì thôi chịu rồi. Khê khê sấy, sấy sấy nó khô luôn ấy, khô như kiểu đít mạ mà luyện sắc thai nhi Kumatong ấy. Kinh thật, chắc là đi đi đá hiểu không, chắc là bà bắn mấy quả tia lo đi đá, chắc là bắn 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 kiểu kiểu đá đá vội ấy. Mọi người biết đá vội không, kiểu đá vội xong kiểu 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 đá 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 vội xong kiểu ấy, ấy. Thế là nó kiểu dính vào quả khe bờ le đấy, dính 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 vào quả khe 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 ble là không kiểu 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 không, không kịp ấy, thầm mấy 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 tia hạt nước lựu nó dính vào khe bờ bẹn mà đi mạng cái thời tiết này nhá, mà dính quả vào khe bờ bẹn là nó đóng băng luôn em ạ. Đóng băng nguyên thủy luôn đấy, đóng luôn đấy, đóng băng luôn. Thế cho em hỏi đàn ông xem tin nhắn không trả lời, nói luôn là đàn ông nó cũng đéo thích em. Thế cho nó nhanh, đàn ông mà đéo thích em thì nó đéo trả lời chứ sao nữa. Cái chuyện mà nhắn tin đến mà người ta không dẹp, cái đơn giản nhất là người ta là đéo thích rồi.
mà người ta lại đéo thích, mà càng nhắn tin đến thì càng làm phiền thì người ta lại càng đéo thích đấy. Thế cho nên là người ta đéo nhắn thì thôi, tốt nhất là đi tìm mèng mới em ạ. Chứ đi mẹ dở hơi đéo đâu, thần kinh đéo đâu mà mình đi mình thích mãi một người không thích mình làm gì, mất thời gian ra. Bây giờ biết đâu mình tìm người khác người ta lại thích, thích lại vào việc hơn làm sao. Mới đầu ví dụ là không thích nhưng mà dần dần thời gian thích nhau của tính cách ấy. Thì thôi em đi tìm người khác. Anh bôi thuốc trị mụn em ạ. Tại vì dạo này mặt anh hay lọ nhiều, đêm anh hay lọ 2-3 phát nhiều nên nó mụn ẩn nó nhiều, ăn cay nữa. À, bây giờ phải bôi để cho nó đẩy mụn lên này, đi nặn nó sạch, sạch mặt. Ủa em ơi cái tia lức lựu. Mà tia lức lựu mà bà nào mà một ngày bà hốc 2-3 cốc trà đá thì đi mẹ mày vàng như nước chè luôn, thì nó mắt động lại nhá. Ủa trời. Quả điều hòa mình hôm nay 2 quả để nó sấy tốc độ mấy nhá? Tốc độ 7. Ủa sấy vào một phát mà đi mẹ mày. Cảm giác của em lúc đấy mình hỏi luôn mà càng xoáy thẳng vào quả mận của đấy luôn. Cảm giác địt mẹ mày quả bim mới đóng băng luôn. Đóng băng nguyên tử luôn. Quả bim mới đóng băng luôn mà. Sợ thật cái mùi húng nó cái mùi nó phức tạp thật. Nó khai cũng đã phải khai, mà hôi cũng đã phải hôi, thối cũng đã phải thối. Mà nó cứ kiểu nồng nồng, nó cứ cái kiểu gì ấy. Cái mùi húng lưu nó cứ kiểu gì ấy. Cô con vợ đái vội bắn mẹ tiết lái mẹ nữa. Bôi nhầy là 1-2 hôm, 2-3 hôm ấy là mụn ở trên mặt mình nó đẩy hết lên. Còn nếu con vợ là mà mặt nặng nhá thì đi ra spa lặn mụn xong về bôi cái này vào việc luôn. Ngón tay anh dài bàn tay anh nhẹp. Ôi trời ơi em ơi, bàn tay anh nó là chấm hết luôn em ạ. Đấy không, tay dài không. Này, anh lại còn vừa có 2 xoáy đôi, 3 xoáy đôi nhá. Một mắt công. Kể về lần yêu đi anh. Em ơi anh kể về lần yêu anh nó quá nhiều em ạ. Tình yêu đối với mọi người như thế nào anh không biết, nhưng mà tình yêu đối với anh thì anh ăn thì cay đắng lắm. Tình yêu lấy đi của anh bao nhiêu giọt nước mắt rồi em ạ. Thế nên là bây giờ anh không thể khổ vì tình nữa. Chứ ngày xưa mà hồi mới lớn lên mà yêu ấy, ui khóc nhiều lắm. Đi mẹ mày khóc vãi lộn luôn, khóc như gái luôn. Nhưng mà mình khóc mình không phải là ra đường mình gặp bạn bè mình mình ngồi mình khóc. Mà khóc kiểu của anh là anh cứ về ôm gối một mình, 2 ngày anh đi ăn cơm luôn, đi mẹ mày sợ ông tủi nháp luôn mà. 2 ngày nhá, ngày xưa nhá, yêu mối tình đầu tiên nhá, 2 ngày không ăn cơm chia tay luôn. Đúng 49 ngày vắt đi mẹ anh ơi, em có người mới rồi hay là cái gì ấy. Chia tay luôn. Ui dồi ôi. Anh thề luôn, khi mà cái bạn đấy bạn nhắn tin đến cho anh nhá, em và anh cái gì nhỉ, nên dừng lại, em thích người mới hay là cái đéo gì, hay là đại loại là đéo yêu anh nữa. Ui dồi ôi em ơi. Anh đọc Ngô Thủy Hạnh thuốc mụn của anh bao nhiêu đó. Ê riêng Hạnh thì anh không bán, anh tặng cho Hạnh luôn. Hạnh inbox cho anh nhá. Cái thuốc này con gái mà không có mụn thì bôi ra vẫn căng bóng em ạ. Khi mà bạn đấy bạn nhắn tin đến cho anh ấy là bảo là cái đeo anh đeo nhớ lắm đâu, nó cũng phải tầm chục năm, hơn chục năm rồi. Hồi đấy anh có 17, 18 hay là đeo biết bao nhiêu tuổi ấy. Lúc đấy là anh 20 tuổi sao ấy. Mày chưa về Sài Gòn à Quang ấy. Lúc đấy anh là 20, 21 tuổi anh đeo nhớ đâu. Tại vì anh nhớ xong là đại học năm thứ nhất anh mới biết phịch. Mới biết phịch. Mà lần đầu phịch lại còn đéo được nhìn này quả, đi mẹ mày mận nữa. Đấy. Lần đầu phịch nhá, tối đèn tối om, bà tắt con mẹ đèn đi tối mò dâu mò riếc mò, cứ mò. Lần đầu mình đã được nhìn cái đít mẹ mày quả hầu, lần đầu mình đã nhìn được hầu nó như nào đâu. Thì mình bình thường thì mình chỉ có đít mẹ mày xem sách, xem ở trên mạng internet nó như nào, thì ra ngoài có đéo nhìn nào đâu, hôm đấy có được nhìn đâu, thì cũng đéo biết, chỉ hình dung là trên mạng internet nó như thế này, thì lúc mình vào việc thì đéo biết là trên mạng nó như thế nào. Thì tay cứ lanh quanh thấy hạt lựu. Tay lanh quanh thấy hạt lựu nhỏ như hạt bưởi. Đấy, thì bà ấy nhắn tin đến cho mình và bảo là đéo nhỉ. Đại loại là bà ấy nói chia tay trước. Ui dồi em ơi, cái cảm giác đi mẹ mày, cái cảm giác một thằng mới biết yêu, một thằng vừa mới được phịch mà nói câu chia tay thì đi mẹ mày, lúc đấy anh đứng hình luôn mà. Anh đứng hình luôn, anh đứng nhảy luôn, mặt nhảy luôn. Nó không khác gì gáo nước lạnh, nó dội một phát thẳng mặt mình cả.
dội thẳng một phát mặt luôn. Ai khu đứng hình mất 5 giây. Thế là nước mắt nhá, nước mắt của anh lúc đấy nhá, nó tự rơi luôn. Anh đéo khóc. Anh là con người, anh thì sống gọi là phải bạn thân cơ thì mới biết anh tình cảm. Còn nếu mà đéo thân thì đéo biết anh tình cảm đâu. Đi mẹ mình đã đéo khóc rồi. Thế là lúc đó đôi kiểu nó bị xúc động ấy. Thế là giạt giọt nước mắt mình nó rơi. Đi mẹ mày. Ui, mình lại nhắn tin gì nhỉ? Vợ ơi, chồng xin lỗi à? Chồng có làm gì đâu mà vợ lại nói chia tay chồng. Đấy. Nhưng chồng yêu vợ nhiều lắm vợ ạ. À, vợ đang làm gì đấy, nhớ hay chồng không? Đi con mẹ mày, đã đọc nhưng đéo trả lời. Cay vãi lồn. Đã đọc nhưng đéo trả lời. Gọi điện, dập máy luôn. Đi mẹ mày nhờn. Ui em ơi. Cái quả, nói thật nhớ. Những cái câu chuyện tình yêu một khi mà mình là một thằng con trai hoặc một bà con gái mà đặt niềm tin đặt vào tình đặt cho cái người kia là cái sự uy tín là mình yêu người kia quá nhiều, yêu 100% luôn ấy. Yêu một Trần Quang Huy anh lại xảo rồi. Riêng thằng Trần Quang Huy này chặn luôn. Chặn luôn. Đéo chặn được nhanh quá nhỉ. Anh nói chuyện, mọi người thừa biết mình livestream từ trước đến nay mà mình đéo bao giờ mình biết chém gió hay là phông bạt cái đéo gì cả. Thế nên những con vợ nào mà nghe được thì nghe, mà đéo nghe được thì ra ngoài luôn, hoặc để mình chặn luôn. Comment đi, mình chặn luôn cho nhanh. Chứ đừng nói là địt mạ mày thằng Long chém gió hay thằng Long phông bạt hay là kể chuyện địt mạ mày nói điêu, mạ mày chết động mống mồm luôn. Thế thôi cho nó nhanh. Thì mình nhắn tin, mình còn rủ thằng Toàn Vẩu ấy, là cái thằng Toàn Vẩu của anh còn rủ nó là hay tao của mày đi dình xem nó đi với ai. Đít mẹ gọi điện đến, ư gì đừng gọi nhé, em nào có người yêu mới. Ui dồi ôi. Trời ơi, đừng nhìn anh khóc mới biết anh đau. Đừng để anh đi mới nhận ra em là ai. Đít mẹ mới lúc đấy nhá, chỉ về nghe nhạc của anh Duy gì nhờ, Duy Khánh thôi. Nghe mấy bài gì nhờ. Nghe mấy bài gì, ui ôi, nó cảm giác mà khi mình đặt niềm tin vào cái tình yêu ấy là à, bố mẹ yêu bà này là bố mẹ yêu hết mình. Chắc chắn bà này sẽ là người yêu vợ của tao. Có bao nhiêu là đi mẹ mày dâng hết. Uy tín luôn. Ngủ dậy nhá là phải ngủ lúc đấy nhá, ngủ dậy nhắn tin. Cái việc ngủ dậy ngày đầu tiên khi mình yêu thật lòng hồi trẻ con ấy. Đéo đánh răng, đéo rửa mặt mà cũng đéo là đi đái. Nhất còn một y ra đã. Đợt đấy là mình đang dùng 6300. Hiểu không? Giúp con điện thoại ra đã. Nhắn tin biết nhắn tin gì không? Đi mẹ nói yêu là con chó luôn. Gì nhở? Ngày mới vui vẻ, chúc vợ ngày mới đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc bên chồng. Úi trời. Mình cũng có tí bài, nhưng cái bài của mình nó bắt con mẹ lọn rồi hả? Mình nhắn tin đến cho nó thì cũng có thích. Nói chung là cũng có tí thích. Đấy, thế là à, đấy là quả gà luốc lạnh đấy.